Chào các bạn, mình Tiến. Tình trạng răng của mình hơi hô nhẹ. Các bạn thấy là mình đang đeo mắc cài đây không? Mắc cài mình được bác sĩ tư vấn là răng hàm mình như nói trên ấy, là răng hàm mình bị sụp khớp cắn, nên là mình bác sĩ bảo mình đeo hàm trên khoảng 1 tháng cho xương hàm nó dán ra rồi mình mới nâng khớp cắn và đeo được mắc cài hàm dưới. Như nếu mà bây giờ mình cắn lại thì đeo mắt cài thì sẽ bị đẩy mắt hết mắt cài ra, không thể nào gắn mắt cài vào được. Lúc mà mình gắn mắt cài vào thì nó chỉ đau, nó chỉ ê nhẹ 1-2 ngày đầu. Còn bây giờ mình đeo cái này được khoảng hơn tuần rồi, cảm giác bình thường, ăn uống bình thường. Mà khi mình ăn xong thì mình có đánh răng và dùng các dụng cụ hỗ trợ như là chỉ nha khoa hay là bàn chạy ké để lấy sạch những thức ăn vướng trong mắt cài. Còn bình thường mình nói chuyện rất tự tin như mình đang nói đây. Các bạn ơi, khi mình đeo mắt cài này thì sẽ tốt cho răng của mình sau này, thì răng mình sẽ đều và đẹp, thì khuôn hàm mình sẽ ngay ngắn lại. Và các bạn nên niềng răng sớm từ khoảng 8 tuổi trở lên, lúc đó khung xương mình đang mềm và rất dễ uốn nắn khung hàm ấy. Như mình bây giờ 19 tuổi xương hàm nó hơi chắc rồi nên là niềng nó mất nhiều thời gian hơn. Như được bác sĩ tư vấn là nếu mà mình niềng từ càng sớm thì thời gian niềng răng xong sẽ càng nhanh. Còn đối với mình đây, mình thời gian niềng của mình là từ khoảng 5 rưỡi đến 2 năm rưỡi, thời gian cũng khá lâu. Rồi các bạn, khi các bạn có những tình trạng răng như mình nói trên, như hô hay móm hay là bị tình trạng răng sụp khớp cắn như mình đây, thì các bạn nên đến nha sĩ sớm để được nghe tư vấn và làm niềng răng đẹp để có hàm răng mình đẹp hơn. Chào các bạn nhé.